Cung nữ cuối cùng kể thâm cung bí sử trốn hậu cung triều Nguyễn. Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt thời gian tồn tại của mình, vương triều nhà Nguyễn, triều đại phong kiến tồn tại lâu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, đã để lại nhiều dấu ấn lịch sử đặc biệt. Hiện nay, ở thành phố Huế vẫn còn nhiều chứng tích lịch sử, những nhân chứng lịch sử về quá trình hình thành và phát triển của triều đình nhà Nguyễn. Một trong những nhân chứng đặc biệt đó là cung nữ Lê Thị Sinh. Ngày hôm nay, mời các bạn cùng chân dung lịch sử đi tìm hiểu về những câu chuyện mà nhân chứng lịch sử đặc biệt này kể lại cho thế hệ sau. Người con gái hoàng tộc vào cung làm cung nữ. Cụ Lê Thị Sinh đã được sống và phục vụ thời gian dài trong hoàng cung. Cụ là một nhân chứng lịch sử về nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam tại cố đô Huế. Với thời gian phục vụ trong hoàng cung của mình, cụ Lê Thị Sinh rất am tường về các lễ tiết, nghi thức, trang phục, trang điểm, ẩm thực, sinh hoạt chốn cung đình Huế xưa. Nhờ đó, những chia sẻ của cụ đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích, có giá trị giúp các nhà nghiên cứu, cơ quan chuyên môn, phóng viên báo chí, các đoàn làm phim khi tìm hiểu về đời sống cung đình dưới thời nhà Nguyễn. Theo các tài liệu ghi lại, thì cụ Lê Thị Sinh cũng là một người con gái mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Cụ là cháu ngoại của quận công Ưng Quyến, tức em trai của ba vị vua triều Nguyễn là Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh. Mẹ của cụ Sinh từng kể lại với con gái mình rằng, từ thời vua Khải Định về trước, việc tuyển cung nữ vào cung vô cùng khắt khe. Những người cung nữ khi đó có hai loại danh phận. Thứ nhất là những người con gái còn trinh. Những người này sẽ được vua tuyển vào để có quan hệ hôn nhân với vua kiểu phi tần. Thứ hai đơn giản hơn là được tuyển vào để hầu hạ cho gia đình vua, được gọi là cung nữ hay thị nữ. Những người này sẽ phục vụ việc vặt như là quạt, têm trầu, đấm bóp. Tuy nhiên, đến thời vua Bảo Đại thì lại không còn có lệ tuyển cung nữ nữa. Thế nên cụ Sinh khi đó 8 tuổi cũng có nguồn gốc là con cháu hoàng tộc, thuộc dòng trưởng của chúa Nguyễn Phúc Tần, cũng đã được đưa vào phục vụ trong cung. Khi đó, cụ Sinh đang học lớp 5 tại trường Đồng Khánh. Cụ đã được Thánh Cung Hoàng hậu, vợ vua Đồng Khánh gọi vào cung. Khi cụ lên 15 tuổi thì Thánh Cung Hoàng hậu qua đời, cụ lại được chuyển sang hầu hạ Đức Tử Cung. Khi ấy, mỗi tháng, cụ được trả 6 đồng tiền lương. Với số tiền này có thể mua được 600 lon gạo. Trong 4 cung nữ hầu hạ từ cung Hoàng Thái Hậu thời đó, với sự khéo léo, cụ Lê Thị Sinh được giao làm nhiệm vụ trang điểm cho đức cụ. Thỉnh thoảng, cụ còn được giao viết thư thăm hỏi vua Bảo Đại mỗi lần vua đi du hí. Cụ cho biết, những quy định đề ra đối với các cung nữ cũng rất khắt khe, ngặt nghèo. Dù họ phải phục vụ xuyên suốt thời gian, nhưng họ không được ăn cơm. Đến khi muốn đi vệ sinh trong cung cũng phải đợi đến lúc có người trực thay thì mới được về nhà giải quyết nhu cầu cá nhân, rồi sau đó quay lại cung làm việc tiếp. Nhưng cụ Lê Thị Sinh khác với các cung nữ tiền triều. Cụ Lê Thị Sinh được phép lập gia đình khi còn làm việc trong cung. Chồng cụ là Nguyễn Như Đào, cũng là tài xế của vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương. Cụ Sinh từng kể, các bậc vua chúa đều phải được rửa mặt bằng nước ngâm hoa hoặc nước nấu từ sả tươi, bưởi hay chanh. Trước khi đi ngủ, các bậc vua chúa cũng rửa chân bằng nước ngâm hoa. Đối với các bậc vua chúa, bữa ăn chính là thể hiện quyền lực. Khi tới bữa ăn, đích thân cụ Sinh cùng với hai cung nữ nữa sẽ là người kiểm tra các món ăn. Việc kiểm tra này nhằm mục đích xem các món ăn được bày lên có hợp khẩu vị và đặc biệt là có độc hay không. Mỗi món ăn đều sẽ được đựng trong những chiếc đĩa ăn nhỏ và được bày biện ngay ngắn trên bàn. Ngoài ra, cụ Sinh cũng là người sẽ trải chiếu cho Đức Tử Cung khi ngài đi ngủ. Về phần vua Bảo Đại, theo lời cụ Sinh kể lại thì ông là một vị vua có nhiều cung tần, thứ phi nhưng lại chưa thỏa mãn nên vẫn hay tìm niềm vui bên ngoài. Ngay chính Đức Tử Cung cũng luôn cảm thấy ăn ngủ không yên vì con trai mình suốt ngày chỉ biết đam mê tửu sắc, không lo đến chuyện đại sự, triều chính. Nói như vậy, nhưng khi được mọi người hỏi thêm, cụ Dinh chỉ im lặng vì cho rằng bản thân cụ là con cháu hoàng tộc nên không muốn kể quá nhiều những chuyện không hay ho về tiền nhân. Theo bà, chuyện gì đã qua rồi thì để cho qua đi, kể cả những thâm cung bí sử cũng vậy. Sau khi Đức Tử Cung qua đời, vì cung nữ vừa là con cháu hoàng tộc,
nên cụ Dinh được chuyển đến phủ Kiến Thái Vương, số 179 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, để lo hương khói cho các vị vua Đồng Khánh, Kiến Phúc, Hàm Nghi và Khải Định. Từ năm 1997 thì thờ thêm vua Bảo Đại. Những năm về sau này, dù đã tuổi cao sức yếu, nhưng cụ Dinh vẫn thường xuyên đến thăm đại nội như là một cách để nhớ về những năm tháng xưa kia. Ấn tượng về những nhân vật trong cung. Hai người mà cụ Dinh nhớ nhất là Từ Cung Thái Hậu và vua Bảo Đại. Với cụ, Đức Từ Cung là người mà cụ yêu mến và kính trọng nhất. Cụ đánh giá Đức Từ Cung là người chu đáo, biết lo lắng cho vận mệnh của hoàng tộc và đặc biệt là rất thương dân. Nếu biết một vùng quê nào đó có người dân đói khổ, ngài sẽ lập tức cho người phát lương thực, mong muốn giúp đỡ được người dân phần nào. Cụ Dinh cũng nói, Đức Từ Cung cũng rất thích nghe những câu chuyện về những người phụ nữ khí phách của nước Nam như bà Huyện Thanh Quan, Triệu Ấu, công chúa Huyền Trân. Cụ Dinh cũng là người đã luôn ở bên phục vụ cho Đức Từ Cung suốt 60 năm, cho đến khi ngài qua đời. Theo lời cụ, chủ nhân của cụ là Đức Từ Cung sẽ đi ngủ vào khoảng 22 đến 23 giờ. Lúc này sẽ phải có hai cung nữ quạt và bóp chân. Họ sẽ thay phiên nhau phục vụ đến sáng. Cung nữ vào phục vụ ở đây sẽ được hưởng nhiều đặc ân hơn dân thường, nhưng cũng phải chịu hình phạt hà khắc nếu sai phạm. Từng có trường hợp cung nữ sợ ma hét toáng lên khiến cho hoàng hậu tỉnh giấc nên đã bị đánh phạt. Cụ cũng từng chia sẻ rằng, trong thời gian 3 năm ở trong cung Diên Thọ, cụ chỉ làm mỗi việc là bóp chân cho cụ Từ Cung và quạt hầu cụ ngủ. Với công việc này, cụ được trả 3 đồng lương. Đến bữa ăn, cụ sẽ qua điện phụng tiện, ăn xong rồi về tiếp tục phục vụ. Cụ chia sẻ, mặc dù trong cung cuộc sống đầy đủ vật chất, thế nhưng không có được sự tự do. Vì phải phục vụ những người hoàng tộc nên cử chỉ, lời nói, hành động cũng phải đúng mực, đặc biệt không được đem chuyện trong cung ra kể bên ngoài. Nói về vua Bảo Đại, cụ nói ông là một người sống theo phong cách hiện đại, da không còn nhiều phi tần như trước nên cuộc sống chốn hậu cung khá là yên bình, không có cảnh ghen ghét chờ vua ân sủng. Sau này chính cụ Dinh cũng là một trong số những người hiếm hoi tận mắt chứng kiến lễ thoái vị của vua Bảo Đại. Cuộc sống sau khi rời khỏi cung cấm. Sau khi Đức Từ Cung qua đời, vì vừa là cung nữ lại vừa là con cháu hoàng tộc nên cụ Dinh chuyển đến phủ Kiên Thái Vương, nay thuộc số 179 Phan Đình Phùng, thành phố Huế, để lo hương khói cho các vị vua Đồng Khánh, Kiến Phúc, Hàm Nghi và Khải Định. Từ năm 1997 thì thờ thêm vua Bảo Đại. Những năm về sau này, dù đã tuổi cao sức yếu, nhưng cụ Dinh vẫn thường xuyên đến thăm đại nội như là một cách để nhớ về những năm tháng xưa cũ. Cụ Dinh cũng là người giữ mối liên hệ khăng khít với gia đình của Thứ Phi Bùi Mộng Điệp cùng với công chúa Phương Thảo, con gái vua Bảo Đại tại Pháp. Khi cụ còn sống, mỗi lần về nước, Thứ Phi Mộng Điệp và vợ chồng công chúa Phương Thảo đều ghé đến thăm cụ Dinh. Công chúa Phương Thảo cũng là người rất hiếu thảo với tổ tiên, nên đã rất nhiều lần về để sửa sang lăng mộ, phủ thờ. Trước khi qua đời, cụ Dinh cùng con trai và cháu nội vẫn ở và hương khói cho năm vua Triều Nguyễn. Vào ngày 7 tháng 1 năm 2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký thiếp mừng thọ 100 tuổi tính theo dương lịch đối với cụ Lê Thị Dinh. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2021, cụ Dinh đã chút hơi thở cuối cùng ở Huế, kết thúc cuộc đời của một cung nữ cuối cùng triều đại nhà Nguyễn. Tang lễ của cụ được tổ chức theo nghi lễ Phật giáo và sau đó sẽ an táng tại nghĩa trang phía Nam thành phố Huế. Các bạn thân mến, cụ Dinh là một nhân chứng lịch sử đặc biệt. Những chia sẻ của cụ đã giúp nhiều người hình dung được một phần nhỏ về cuộc sống của triều đại phong kiến cuối cùng của nước ta. Cụ Dinh đã kể lại một đôi nét về cuộc sống thâm cung bí sử chốn kinh thành, trong hoàng cung. Tuy nhiên, chính cụ từng nói rằng mình chỉ có một số chuyện là có thể công khai, còn lại vô số những điều khác, cụ chọn cách giấu kín và mang theo trên hành trình sang thế giới bên kia. Các bạn vừa theo dõi cung nữ cuối cùng kể thâm cung bí sử chốn hậu cung Triều Nguyễn. Các bạn nghĩ sao về cuộc sống của hoàng tộc thời kỳ phong kiến? Đừng quên để lại cảm nhận của mình dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!